Những năm gần đây, màu pastel đang được phái nữ cực kỳ ưa chuộng bởi nét nữ tính dịu dàng và đặc biệt là làm tôn lên làn da. Đó có thể là màu hồng phấn, hồng đào, màu xanh bạc hà, màu vàng nhạt, màu cây hoa oải hương, xanh lam nhạt. Màu sắc pastel thích hợp với những thiết kế đơn giản và tinh tế. Khi chọn ra màu này, bạn không nên lựa chọn những thiết kế rườm rà, càng không nên có quá nhiều họa tiết. Bởi bản thân pastel đã đại diện cho sự trang nhã và nổi lên như một xu hướng thời trang thanh lịch cho các quý cô rồi. Thêm một bí quyết để kết hợp những màu sắc này với nhau chính là chọn những phụ kiện màu trung tính để giúp xếp đồ trở nên hài hòa và hợp mắt.